Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube Thiền Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Lệ Lưu Tinh của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Hãy ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người Và nhớ like, comment và đăng ký kênh nhé Chúc các bạn nghe chuyện thư giãn Lệ Lưu Tinh, tập 39 Tu chân giả phái xuất lần này chỉ có một mình ngôn tự chân nhân. Phía tu ma giả lại có bốn người, bất kể ở Đằng Long Đại Lục, Bồng Lai Thiên Vực hay Tử Diễm Ma Ngục. Tu tiên giả và tu ma giả vẫn luôn luôn đối địch với nhau. Điều này chúng nhân tại trường ai ai cũng biết. Chúng nhân lập tức phi hành còn tân vũ và lập nhi vừa bay vừa cười nhẹ xem kịch tiêu cũ cười chế giễu ngôn tự cũ kiếm tiên phủ có bao nhiêu là tiền khí điều này thì không ai biết rõ nó có phải là bội số của chính hay không khả năng này không lớn đến lúc động thủ người tự làm một mình hay sao tiêu cũ này đến từ viêm ma môn một tông phái của tu ma giả Vốn dĩ các tu ma giả thường có tính tự do tiêu sái, chém giết, không cần biết đến nguyên nhân và hậu quả. Tiêu cũ này cũng không ngoại lệ. Ngôn tự bình thản cười nói, Cụ kiếm tiền phủ là do tiên nhân lưu lại, khi trước nó là nơi cất giấu chính thanh ngọc kiếm. Theo ta suy đoán, thì tiên nhân này chí ít cũng phải đạt đến Đại La Kim Tiên cấp 1 các bảo bối do cao thủ lưu lại ở nơi đây đều là đặc ân trời ban đối với những người như chúng ta. Muốn giành được bảo bối thì phải xem cơ duyên của từng người, không chỉ đơn giản là xem bên nào nhiều người hay là thực lực cường mạnh." Tiêu Cửu biểu môi khinh thị. "Ha, ngươi thật là khéo nói. Nếu như tu tiên giả chú trọng khí độ lễ tiết, thì đại đa số tu ma giả tự do tự tại, tâm tính lại càng không chịu ước thúc. Tiểu cũ không được vô lễ với ngôn tự chân nhân. Người nói chân nhân như vậy có phần là không đúng. Tư đồ huyết đỡ lời cho ngôn tự. Tiểu cũ ngôn tự chân nhân lẽ nào không muốn đoạt lấy bảo bối, lẽ nào không muốn nhiều người về phép của mình. Có điều cũng chẳng còn cách nào khác bồng lai tiên vật chỉ có một thanh ngọc kiếm nên chỉ có thể đưa hai người đi dựa vào quan hệ giữa tử dương môn và lam ương môn có thể biết không ai nhường ai cuối cùng chỉ có thể là ngôn từ một mình đi trước mà thôi tư đồ huyết cảm thán thêm một chút không phải ngôn từ trần nhân không muốn chẳng qua là không thể mà thôi <laughs> chẳng hề bận tâm đến những lời khiêu khích đó. Ngôn tự chân nhân lạnh lùng nhìn tiêu cũ và tư đồ huyết, nói Hai vị, làm ơn đừng ở đây nói sàm. Chẳng ai biết bảo loạn tinh hải nguy hiểm đến mức nào đâu. Tuy cũ kiếm tiền phủ chỉ cách bờ bạo loạn tinh hải vạn dặm, nhưng trong vạn dặm đó, ai biết được sẽ xuất hiện loại hung thú nào chứ? <laughs> không vội nói có đến được cũ kiếm tiên phủ hay không, nếu thực lực không đủ mạnh chỉ sợ chưa đến tiên phủ thì chúng ta đã bị hung thú giết sạch cả rồi so sánh với mọi người ta thấy thực lực của hai vị cũng chẳng khác biệt gì lớn cẩn thận sẽ tốt hơn ngôn từ của ngôn từ chân nhân rất là sắc bén nhìn ngôn tự chân nhân cười nói với vẻ khinh thường tiêu cũ và tứ đồ huyết chỉ cười lạnh mà không nói gì thêm. Lúc này, chúng nhân phi hành với tốc độ rất chậm. Kim Mộc Đảo rất gần với bạo loạn tinh hải, nếu như toàn lực phi hành có thể lập tức rời tới nơi. Chỉ vì chúng nhân vừa di chuyển vừa phải cẩn thận quan sát. Bạo loạn tinh hải, hung danh vang dội, không ai muốn chưa thấy tiên phủ đã làm mồi ở trong bụng của hung thú. Một khối khí tức mạnh mẽ bao trùm thiên địa liền ập tới trước mặt của mọi người. Tiếng sóng tựa như là tiếng lôi điện, khủng bố từ phía xa không ngừng dội lại. Chăm dặm ở phía trước xuất hiện những cột sóng cao lưng chừng trời. Tuy nhiên, trước vùng biển này, chúng nhân lại bình tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều biết, ở phía trước chính là bạo loạn tình hải. Duyên mặt, sắc mặt nghiêm cẩn, nhìn mọi người nói. Các vị, khoảng cách từ đây tới biên giới của bạo loạn tinh hải không còn xa nữa. Chúng ta sẽ đến đó ở trong chốc lát. Nhưng trước khi tiến vào, thì chúng ta phải nói rõ một điểm. Nếu gặp phải hung thú, không ai được tự ý liêu mạng hay là bỏ chạy. Ánh mắt chợt mang vẻ lạnh lùng âm hiểm, duyên mặt nói tiếp. Ta sẽ cùng với y đạt, thanh long ở phía trước, ngôn tự và tam nhãn ở phía sau những người còn lại sẽ ở giữa. Nếu phía trước xuất hiện yêu thú, ta cùng với y đạt thanh long sẽ xuất thủ. Còn nếu như chúng ở phía sau, thì đến lượt ngôn tự và tam nhãn ra tay. Những người khác không nên xính cường. Nếu chúng ta đối địch không được, sẽ lập tức bỏ chạy để giữ mạng. Nói xong, Duyên mặt lên tiếng hỏi, tự hồ như hắn coi mình là thủ lĩnh của mọi người. Đạc Đạt, Thanh Long, Ngôn Tự Tam Nhãn, các người có ý kiến gì không? Lắc nhẹ đầu, Thanh Long nói, đương nhiên là không có ý kiến, tính ra bạo loạn, tinh hải vốn là đáy biển của ta, nhưng thực chất, ta chỉ quản lý phạm vi ở biên cảnh, ta chỉ cảm thấy có một chút bất an, phía trước chúng ta không an toàn, nếu đi lung tung mà bị hung thú tấn công, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn toàn rối loạn ta cũng không có ý kiến. Ý Đạt lạnh lùng nói. Ngôn tự chân nhân cũng tán thành, cười nói. Duyên mặt huynh, thật là nghĩ đến mọi người. Thấy tam nhãn lão yêu gật đầu, Duyên mặt liền cười lớn rồi nói. Được rồi, đã có bốn vị đồng ý, mọi người cũng không cần phải lo lắng nữa. Hiển nhiên là mọi người đều đồng ý và không cần phải suy xét làm gì có cao thủ chắn ở phía trước và bảo vệ ở phía sau ai lại phản đối điều đó cơ chứ duyên mặt nghiêm nghị nói tiếp mọi người hãy ghi nhớ đội hình phía trước là ta y đạt thanh long ba người phía sau là ngôn tự tam nhãn hai người những người khác không được bay vượt lên cũng không được tuột lại ở phía sau chỉ có thể ở chính giữa bố trí lần này phải thật là hợp lý và chắc chắn nếu như không có quy củ, một khi gặp phải hung thú, thì có thể khẳng định chúng ta sẽ rất thê thảm. thấy mọi người đều tán đồng, duyên mặt cười lớn nói, ha, rất tốt. nếu mọi người đã nhất trí, thì chúng ta chuẩn bị tiến nhập bạo loạn tinh hải, xuất phát với duyên mặt y đạt thanh long dẫn đầu, ngôn tự chân nhân và tam nhãn lão yêu đoạn hậu những người khác ở giữa. Mọi người bắt đầu dò dẫm hướng về phía của bạo loạn tinh hải mà bày tới. Mặc dù trong số người này có những nhân vật cai quản khu vực ở phía bắc bạo loạn tinh hải, nhưng họ cũng chưa từng tiến nhập vào sâu ở bên trong địa phương này. Lần này, nếu không phải là vì củ kiếm tiên phủ ở cách biên cảnh bạo loạn tinh hải vạn dặm, ai lại dám đến cơ chứ? Hả? Chúng nhân đồng thanh kinh hô một tiếng. Tâm tình của mọi người bỗng trở nên cuồng nhiệt. Thật là hùng chán. Ánh mắt của Tần Vũ trở nên sáng rực. Lúc này ở biên cảnh bạo loạn tinh hải, chúng nhân nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Bên ngoài vài dặm là trùng trùng vô tận các con sóng cao hàng trăm mét. Dõi mắt về phía nam, chỉ thấy một màu trắng xóa. Bão lóc và sống cả hoành hành vô hạn. Tuy nhiên, ở thủy giới ở phía Bắc thì lại không hề có một ngọn sóng nào. Quan cảnh yên tĩnh lạ thường. Quái dị, quái dị đến cực độ. Một bên hải vực thì sóng cao trăm mét. Một bên thì trời yên biển lặng, giống như là có hai vùng thủy vực cùng song song tồn tại. Ở giữa thì lại có một bức mạng vô hình cự đại về cách không thể vượt qua, khiến cho hai nơi giống như là hai thế giới riêng biệt. Ngôn tự trần nhận cảm thán lên tiếng. Thiên địa thật là huyền diệu, cánh tượng này căn bản không thể lý giải minh bạch. Hải giác thiên nhai mở ảo rộng lớn, dù ta cố gắng hết sức ở trong cả ngàn vạn năm, cũng chỉ thấy được một góc nhỏ mà thôi thiên địa huyền vi, ai có thể giải thích được. Tần Vũ đột nhiên nhớ tới lời của Lan Thúc. Ông đã từng nói chắc chắn không có cấm chế ngăn cách, mà là một loại thiên địa pháp tắc vô hình. Tuy nhiên, giờ phút này Tần Vũ cũng không thể hiểu được đạo lý này. Theo lời của Lan Thúc thì có thể gọi đây là thiên địa pháp tắc, nhưng về phần cảm ngộ vẫn có những điều không đúng. Tần Vũ thầm than. Cảm ngộ thiên địa pháp tắc là cảnh giới nào đấy? Ngôn tự Trần Nhân cất cao dòng đề tỉnh. Mọi người hãy cẩn thận khi tiến nhập vào bạo loạn tinh hải. Thiên địa linh khí tương hội hỗn loạn khôn cùng. Nếu mọi người tâm tính bất định, trong lúc gặp hỗn loạn thì sẽ vô cùng phiền phức. Tất cả phải giữ linh đài trong sáng, đồng thời toàn lực phi hành, nhanh chóng nhằm hướng của cũ kiếm tiên phủ mà tiến tới mọi người đều gật đầu đồng ý bạo loạn tinh hải sống to gió lớn thiên địa linh khí lưỡng dạng hỗn loạn màng mang ở bên trong nơi này mọi người đều bất giác nảy sinh tâm tính phiền não nóng nảy nếu như tâm tính bất định thì dễ dàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma biến thành kẻ điên cuồng hung thú ở bạo loạn tinh hải sở dĩ sở hữu trí tuệ thấp kém lại bạo ngược hiếu sát nhiều khả năng là do bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh một động vật ở dưới nước vừa sinh ra đầu óc còn non nớt trí tuệ thấp kém mà gặp phải môi trường này tự nhiên sẽ nảy sinh tâm tính cuồng bạo nóng nảy từ nhỏ chúng đã chịu ảnh hưởng như vậy nên mới bị gọi là hùng thủ thổ cư thế nào người sẽ thế ấy bạo loạn tinh hải này đã sản sinh ra những hung thú rất đặc biệt chúng nhân từ vùng trời đang yên bình phi nhập không phận của bạo loạn tinh hải nhất thời mọi người đều cảm nhận được một sự biến hóa kỳ quái linh khí đột nhiên đậm đặc gấp mấy chục lần đồng thời lại hỗn loạn phi thường nếu nói linh khí ở khắp nơi ở trên tiềm lắm đại lục ôn thuận giống như là thỏ, thì nơi đây linh khí lại giống như là khỉ đột nổi giận, làm cho chúng nhân tâm tính cũng bị ảnh hưởng theo. Hỗn loạn, kích động khiến cho tâm tính bất định tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Giữ linh đài trong sáng, thần tốc hướng về phía cũ kiếm tiên phủ phi hành tâm não của mọi người đột ngột vang lên linh thức truyền âm của ngôn từ chân nhân vừa mới cảm thấy bị ảnh hưởng mọi người lập tức chống tỉnh lại tuy nhiên vẫn cảm thấy chấn kinh bạo loạn tinh hải quả nhiên là danh bất hư truyền tần vũ thở sâu cảm thấy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chỉ là tâm trí của hắn kiên định nên dễ dàng chống lại nghe thành âm của ngôn từ chân nhân chúng nhân lập tức hướng tới cũ kiếm tiên phủ, phi hành với tốc độ nhanh nhất. Lập nhi hướng về phía của tầng vũ truyền âm. Tầng vũ đại ca, tại địa phương thanh hàng này mà tôi luyện tâm tính và công lực tinh thuận chính thì cực tốt. muội cảm thấy càng tới gần trung tâm của bạo loạn tinh hải thì linh khí càng hung hậu bạo ngược. Điều ngạc nhiên là nhiều tán tiên, tán yêu, tán ma lại tụ tập tại bạo loạn tinh hải. Tần Vũ đồng ý. Chính xác, ở dưới hoàn cảnh như vậy, trong một thời gian dài, thì tâm tính đích thực vô cùng là kiên định. Còn tối luyện công lực ở nơi linh khí hỗn loạn này sẽ càng tăng độ tinh thuần. Lập Nhi đột nhiên hiếu kỳ nói, Tần Vũ Đại Ca đã từng nhìn thấy qua hung thú hay chưa? Trong nó như thế nào? Hả? Hung thú sao? Hy vọng không thấy là tốt nhất tần vũ lại không có hiếu kỳ như là lập nhi tốc độ của chúng nhân rất nhanh thời gian tần vũ và lập nhi nói chuyện bất quá chỉ là khoảng một phút thì đã vượt qua ngàn dặm tuy nhiên đến lúc này tựa hồ hải vận của mọi người cuối cùng cũng đã hết ai cũng kỳ vọng không gặp phải hung thú thì nó lại đột nhiên xuất hiện giữa những cơn sóng lớn một thân ảnh cự đại hiện ra nhìn qua giống như là một con cá mập dài hơn trăm mét. Con cá mập này có đôi mắt huyết hồng sắc, trên thân phát xuất ra một cổ khí tức bạo ngược. Liền sau đó mọi người phát hiện ra con vật này không thể giản đơn, gọi là cá mập, bởi vì phía dưới vây của nó còn có thêm hai bộ vuốt sắc bén. Wow! Con cá mập phát ra một tiếng kêu quái dị, dương hai con mắt huyết hồng sắc nhìn chúng nhân. Hiển nhiên, mục tiêu của nó hướng tới chính là thân hình của mọi người. Chỉ thấy xa ngư này, tốc độ tăng lên gấp bội, trực tiếp nhằm vào chúng nhân mà lao tới. Thành âm của duyên mặt vang lên ở trong đầu của mọi người. Cẩn thận là hung thú, không ai được loạn động. Hung thú đang lại gần chính là thần thú. Lực công kích của nó vô cùng mạnh mẽ, mọi người hãy cẩn thận thành Long Y Đạt, chúng ta cùng tiến lên. Linh thức truyền âm, bất quá chỉ như là một ý nghĩ, dĩ nhiên là nhanh phi thường. Linh thức truyền âm vừa vang lên ở trong đầu, thành Long Y Đạt duyên mặt, ba người đã tiến lên đối mặt với hung thú sa ngư kia. Còn những người khác, đương nhiên cũng chẳng xính cường. Chỉ nhìn qua khí thế, cũng thấy hung thú này tuyệt đối không phải là loại bình thường thành lòng tiến lên trước nhất. sông thủ đột nhiên biến thành thu sần và phủ đầy thanh sắc lân giáp. Cuối cùng biến thành sông lông chảo. Hung thú xà ngư há cái miệng rộng ra. Nhìn hàm răng sắc bén đó mọi người đều tin chắc. Dù là cực phẩm linh khí cũng sẽ bị nó cắn thủng như thường. Hung thú xà ngư di chuyển vô cùng ảo diệu với tốc độ cực nhanh nó trong bạo loạn tinh hải trưởng thành từ giết chóc mà lên nên khả năng chiến đấu rất là cường mạnh lúc này thân ảnh thanh long hóa thành một đường cong trực tiếp hướng tới phía dưới sa ngư sử dụng lông chảo công kích vùng bụng của nó keng một âm thanh khô khốc vang lên hung thú xa ngư vung chảo nhằm vào thanh long mà vồ tới không muốn chính diện giao phong Thanh Long dịch chuyển thân thể để né tránh đòn công kích đó. Tuy nhiên do khoảng cách quá ngắn nên không đủ thời gian. Cuối cùng Long Chảo và Sa Ngư Chảo trực tiếp giao kích. Chỉ thấy Thanh Long bay ngược lại phía sau, còn Sa Ngư rống lên một tiếng và càng trở nên hung bạo hơn. <laughs> Thanh Long duyên lan, ngươi yếu quá đó, xem ta đấy. Duyên mặt, dùng linh thức truyền âm sau đó lập tức hướng về hung thú xa ngư mà kích sát. Duyên mặt cẩn thận, hung thú và thần thú đồng cấp trên lệch không lớn, tuy nhiên hung thú bản năng chiến đấu là mạnh hơn. Thanh Long lập tức đề tỉnh, hắn vừa giao thủ với Sa Ngư một chiêu, tất nhiên là biết rõ thực lực của Sa Ngư này. Chỉ nghe một âm thanh đáng sợ vang lên, phản phất giống như là đau rạch lên kính chính là do tay phải của y đạt và vây của sa ngư va chạm vào nhau tạo ra chỉ thấy tay phải của y đạt bị vỡ nát máu tươi khóc ngừng nhỏ giọt liền sau đó duyên mặt dùng nhân hình trực tiếp cùng với hung thú ở bên dưới va chạm một trận âm thanh như là tiếng sấm qua đi duyên mặt và hung thú sa ngư cùng lúc dừng lại tựa hồ như hai bên ngàn sức ngàn tài tiếp sau đó hùng thú sa ngư rống lên một tiếng điên cuồng cuồng nộ ngoát cái miệng rộng lớn nhằm vào duyên mặt mà cắn tới một con thanh long cự đại đột nhiên xuất hiện lông chảo vồ lên thân của hùng thú sa ngư khiến cho nó không kịp phản ứng trên thân của hùng thú sa ngư lập tức xuất hiện một vết cắt lớn máu tươi chảy ra khiến cho nó phải rống lên điên cuồng đuôi đập mạnh vào thân của thanh long vội vàng bay lên tránh khỏi một đòn chí mạng tuy nhiên ở trên thân mình của thanh long cũng đã thấy có vài miếng vẫy bị vỡ máu đào tí tách nhỏ xuống mặt biển thanh long để cho ta giết nó duyên mặt nổi giận lớn tiếng nói duyên mặt bổn thể trực tiếp biến hóa thành một con hắc long thân hình to lớn không thua kém gì với thanh long chỉ là hắc long này đôi mắt huyết hồng sắc đây chính là thần thú hắc long cực kỳ lợi hại ở long tộc Rạc. máu tươi bắn lên huyết nhục tung tóe thân hình của hung thú sa ngư bị phân làm hai mảnh tử vong tại đường trường duyên mặt lập tức hóa thành hình người trong tay nắm nội đan của sa ngư gương mặt lạnh lùng <laughs> một hung thú khổng minh tiền kỳ cũng dám đến gặp ta sao? Đúng là tự tìm chết. Hùng thú khổng minh tiện kỳ và thần thú khổng minh chung kỳ cách biệt không lớn. Chẳng hạn như thành long không biến thành bản thể thì đương nhiên thực lực không thể bộc lộ hoàn toàn, sẽ ở vào thế kém. Viên mặt sau khi sử dụng bản thể, một kích lập tức tiêu diệt được sa ngư. Tuy nhiên, chúng nhân chưa bao giờ tới bạo loạn tinh hải không biết cấm kỵ của nơi này mùi máu tanh đặc biệt không phải là mùi máu của hung thú đều có thể khiến cho hung thú ở xung quanh phát cuồng giờ đây thanh long và y đạt đều đã chảy máu họ không biết đến điều cấm kỵ này cho nên duyên mặt thanh long y đạt ba người liên thủ chỉ vài hiệp đã xé xác hung thú xa ngừ làm hai mảnh sát tử tại đương trường những người khác cũng ngầm cảm thấy thư thái thở nhẹ một hơi duyên mạc huynh thực lực quá nhiên là cường mạnh dễ dàng tiêu diệt hung thú này tiêu cũ bộ dạng tán thán nói tư đồ huyết nói tiêu cũ người không biết ở trong long tộc lẫn về lực công kích hắc long tuyệt đối thuộc là nhóm đứng đầu chỉ có kim long là có thể mạnh hơn một chút cùng đẳng cấp nhưng hắc long so với thành long thì lợi hại hơn nhiều duyên mặt lạnh lùng nhìn hai người một cái linh thức truyền âm nói đừng lãng phí thời gian nói chuyện vô ích nơi đây là bạo loạn tinh hải mọi người còn không mau tiến nhập vào củ kiếm tiên phủ thấy tư đồ huyết và tiêu cũ nhìn nhau trong lòng của tần vũ cảm thấy hai người này quả thật là không biết nặng nhẹ Lúc này chúng nhân ở trong bạo loạn tinh hải, nguy hiểm, trùng trùng. Càng dừng lại lâu thì càng nguy hiểm. Nói không chừng, lại xuất hiện thêm hung thú nào nữa. Chúng nhân lập tức bay thẳng về phía trước giống như là lợi tiễn. Giống như một dải sát cầu vòng. Chúng nhân xuyên qua cuồng phong, sóng dữ. Thân hình như là thiểm điện. Y phục tung bay, tóc dài phiêu phiêu. Cơ bản trong suy nghĩ của phạm nhân thì mỗi người lúc này chính thật là một tiên nhân nếu như có người linh thức bao trùm phạm vi vạn dặm lúc ấy sẽ phát hiện ở trong phạm vi vạn dặm tất cả hung thú ánh mắt đều huyết hồng sắc dường như được cái gì đó kêu gọi hấp dẫn toàn bộ đàn hướng về thanh long y đạt mấy người thần tốc mà tìm đến hung thú yếu nhược cũng ngang với tù vị kim đan nguyên anh kỳ, còn cường mảnh thì cả duyên mặt cũng không sánh được. Hung thú trong phạm vi vạn dặm tất cả đều cấp tốc truy đuổi. Đáng tiếc lúc này, duyên mặt và mọi người căn bản là không hề biết. Phía trước, duyên mặt y đạt thanh long ba người, sắc mặt nghiêm nghị, linh thức bao trùm tinh thần tập trung cao độ ba người bọn họ chính là mũi nhọn của mọi người cưỡi gió đạp sóng linh thức ba người đồng thời phóng ra dò xét không dám có một chút nào bất cẩn sơ sẩy phi hành khoảng hai ba phút hả không tốt rồi y đạt sắc mặt đại biến luận về linh hồn cảnh giới y đạt so với duyên mặt hơn kém không phân biệt bao nhiêu chỉ vì duyên mặt là thần thú, sức của Y Đạt không phải là đối thủ. Lúc này, Y Đạt đã phát hiện ra phía xa, hung thú đang hướng về phía của mọi người lao tới công kích. Là là hung thú? Không, là một đàn hung thú. Mọi người cẩn thận! Y Đạt linh thức truyền âm thập phần khẩn trương. Ngôn tự chân nhân liền đó phát hiện, Duyên Mặt và Thanh Long cũng lập tức nhận ra. Phía trước, mọi người không chỉ có ba hung thú, mà bốn phương tám hướng đều có hung thú lao tới. Một đàn hung thú. Mỗi hung thú trông đều quái dị, biến thể như là sa ngư, chương ngư. Các biến dị đó tùy bất đồng, song tất cả đều có tác dụng làm tăng năng lực công kích. Đàn hung thú có một đặc điểm chung là ánh mắt huyết hồng sắc. Đàn hung thú này không ngờ lại đông như vậy. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta không có cách nào để giết hết đám hung thú này đâu. Mọi người lập tức bày tới cũ kiếm tiên phủ rồi tính. Linh thức truyền âm có Duyên mặt như là sấm vang ở trong đầu của mọi người. Linh thức truyền âm như thế, có thể tưởng tượng lúc này duyên mặt vô cùng lo lắng. Sọng lên! Thanh Long cũng hét lên một tiếng sống lên y đạt sắc mặt lãnh đạm chỉ là trong mắt thoáng qua một tia từng chảy đối diện với đàn hung thú mọi người không dám phóng tay đồ sát cần biết đây là bạo loạn tinh hải nếu bị vây khốn hung thú tới sẽ càng lúc càng đông nếu xuất hiện một hung thú độ kiếp kỳ có thể tính mọi người sẽ rất thê thảm lập nhi cẩn thận Tần Vũ lộ vẻ quan hoài nhìn Lập Nhi chuyện âm nói. Lập Nhi đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay của Tần Vũ, chăm chú nhìn vào mắt của Tần Vũ, truyền âm nói: "Huynh cũng phải cẩn thận." Tần Vũ gật đầu. Hậu thân pháp bảo của Lập Nhi có năng lực phòng ngự so với Tần Vũ, đích thực là mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Lập Nhi còn có thần hành chi thuật. Với thực lực của Lập Nhi, một khi thi triển thần hành chi thuật dù bây giờ tầng vũ công lực đại tăng cưỡi ở trên hắc nguyên tốc độ vẫn kém xa tốc độ nhanh năng lực phòng ngự lại cao lập nhi chính xác là người an toàn nhất một trận âm thanh quái dị vang dội trên thiên địa những đôi mắt huyết hồng sắc đỏ rực một màn trời u ám mây đen phủ kín nhìn cảnh giống như là ngày tận thế. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, điện quang ngoằn ngoèo tựa trên trời lao xuống, đồng thời bắt đầu mưa như chút nước. Vô tận cụ phong, trùng thiên đào lãng, mạng thiên ô văn, bạo vũ vô biên, gió mưa bất tận, sóng cuộn liên miên, trời mây hắc ám, bạo táp cuồng điên những đôi mắt huyết hồng sắc chăm chăm nhìn vào mỗi người. Không ngờ, không hiểu tại sao những hung thú này không lập tức tấn công, cùng lúc lại dừng lại. Đối diện hàng chục hung thú với đôi mắt huyết hồng sắc ở phía trước, mọi người không thể chậm lại. Theo ta! Thanh âm của duyên mặt vang lên ở trong đầu của mọi người. Lập tức, duyên mặt, y đạt, thanh long, ba người dẫn đầu, lượng vòng mà tiến lên những người khác không dám chần chừ, từng người nhanh chóng theo sau. Mọi người cố gắng vượt qua đàn hung thú ở phía trước, bất quá, trong vài lát, hàng chục hung thú đột nhiên di chuyển, tựa như là lôi điện. Hàng chục hung thú nhằm vào mỗi người mà lao tới. Đúng lúc tinh thần của mọi người chuẩn bị cho thời điểm xung sát, thì phía sau, bên trái, lại lao tới hơn 10 hung thú không có nơi nào có thể ăn nắp được rồi. Lập tức hướng tới củ kiếm tiên phủ, đừng mà ham đánh. Thanh âm vừa vang lên, duyên mặt lập tức hóa thân thành một hắc long cự đại. Ánh mắt của hắc long huyết hồng sắc. Nếu như ai không biết, có thể nghĩ rằng hắc long này chính là hung thú. Đồng thời một thanh long cũng xuất hiện. Duyên mặt và thanh long duyên lan đều biến thành bản thể. Đến lúc này, cũng không thể giấu giếm thực lực được nữa rồi. Mọi người đều cảm thấy đám hung thú đó mạnh nhất, cũng ngang bằng với sa ngư lúc trước, nhưng không tính được số lượng là bao nhiêu. Bốc, xì. Máu vằn trùng tóe, một cánh tay thô gầy, một kiếm ngư dài hơn 10 mét, trực tiếp bị hắc long chảo xé làm hai mảnh. Hắc long dẫn đầu, trực tiếp xung sát lao qua Thanh Long và Y Đạt ở hai bên hỗ trợ. Chém giết Qua khoảng thời gian chỉ bằng một hơi thở, cả vùng biển nước hòa lẫn máu, có máu của hung thú, lại có cả máu của người. Mọi người giữa đàn hung thú chém chém giết giết. Tiêu đồ huyết, tiêu củ và mấy người của Tần Vũ tự nhiên cũng bị tấn công. Từng đầu hung thú chẳng kể sống chết, ánh mắt huyết hồng sắc lao tới mọi người tấn công, sát ý bạo ngược điên cuồng, điên cuồng bạo ngược khát máu, chỉ thấy một đạo hắc sắc quan tuyến rực lên, một hung thú cự đại trực tiếp bị phân thành mấy mảnh, tần vũ toàn thân bao bọc bởi hắc sắc chiến giáp, trong tay nắm một viên nội đan, trực tiếp cầm nội đan phóng nhập vào ở trong không gian giới chỉ, hắc sắc chiến giáp này. Chính là hắc nguyên biến thành. Hắc nguyên, vốn do châm khối, cực phẩm, tinh thạch, tinh luyện mà chế thành, có thể biến hóa thành bất cứ hình dạng nào. Tiến lên, tiến lên, bắt chấp tất cả, tiến lên. Gần ba phút chém giết, may mắn trước sau đều có cao thủ bảo hộ. Nhóm người ở giữa công lực hơi kém, chịu sự công kích không lớn, chỉ bị xây xước ở bên ngoài. Duyên mặt Thanh Long và Y Đạt tiên phong đánh giết nhiều nhất, đều bị thương nhẹ. 3 phút xung sát, bốn phía xung quanh có tới 7 tám chục con con hung thú. Mọi người giết hơn 10 con, làm bị thương 3 bốn chục con. Số hung thú còn lại lùi ra, không dám lào tới nữa. Nhanh lên, hung thú ở chung quanh, thực lực không mạnh, nhanh lên. Nếu như trì hoãn, vài hung thú thực lực lợi hại sẽ tới chắc chắn sẽ muộn mất. Duyên mặt, lên thức chuyện âm hát lớn, đồng thời tốc độ tăng nhanh. Mỗi người đều đề thăng tốc độ cực hạn. Với sức yếu như thị nữ thì tam nhãn lão yêu trực tiếp cấp lấy phi hành, dùng tất cả khả năng tăng cao tốc độ. Mọi người đều cảm thấy bạo loạn tinh hải quả thật là khủng bố. Vừa tiến vào được bao nhiêu phút đâu, mọi người đã gặp hùng thú thực lực cộng lại so với bọn họ không khác biệt là bao nhiêu nếu quả thật là phải liều mạng giao chiến khẳng định nguy hiểm vô cùng xuyên qua những cơn sóng vết máu lưu ở trên thân của mọi người trong cuộc chiến đều được tẩy rửa sạch sẽ bên ngoài ngàn dặm một hắc sắc ảo ảnh đang cực tốc nhằm hướng của mọi người mà lao tới tốc độ vượt xa những hung thú trước đây, những nơi đi qua, những vật sống một lúc mới tan ra, thấy đạo ảo ảnh ở phía xa, sắc mặt của duyên mặt đại biến, y đạt và thanh long cũng như vậy, tất cả chỉ cảm thấy khí tức của hung thú này, thậm chí chưa kịp tra xét được thực lực của đối phương, hung thú này đã xuất hiện ở trong tầm mắt, hả? cẩn thận, duyên mặt chỉ đủ thời gian dùng linh thức đề tỉnh một tiếng, lập tức với hắc lòng chi thân hướng tới ảo ảnh mà công kích. Duyên mặt và y đạt, mấy người phát giác với tốc độ của ảo ảnh thì dù duyên mặt có nhanh hơn nữa, khác biệt vẫn rất lớn. Mọi người không có khả năng trốn chạy, chỉ có thể ứng chiến. Dù bản thân là thần thú hắc long, duyên mặt lại vô phương đánh bại ảo ảnh này. Y Đạt, Thanh Long, Ngôn Tự Chân Nhân, Tam Nhãn Lão Yêu, Tần Vũ, mười mấy người không xuất thủ, tất cả đều không nắm chắc. Một trận lôi điện nổ vang, các cơn sóng ở chung quanh bị khí kình chấn bạc đi bốn phương tám hướng, thậm chí bị chấn bay đi thành vô số thủy châu, phản phất giống như là ám khí. Tốc độ cực nhanh, những thủy châu này bắn tới Y Đạt mấy người tần vũ lập tức vỡ vụn ra. Thời khắc đó, hắc sắc ảo ảnh và hắc long phân khai. Lúc này mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ chân diện mục của hắc sắc ảo ảnh. Là một con cua hắc sắc bàn giải cự đại, cao hàng chục mét, từng cái chân sắc mảnh mà hiển nhiên là vô cùng lợi hại. Hai chiếc càng cự đại bén nhọn vô cùng mỗi một khối khải giáp bàn giải này đều tỏa ra sắc đen. Về năng lực phòng ngự, không ai dám hoài nghi. Lúc này hắc sắc bàn giải đang cùng với hắc long triển khai một trường đại chiến. Trong chớp mắt giao chiến, trên thân của hắc long xuất hiện một vết thương dài vài mét. Lòng lân vỡ vụn, máu tươi rồng rồng chảy xuống. Nhưng hắc sắc bàn giải, trên giáp chỉ có một vết trắng không có một chút tổn thương thực lực mạnh mẽ căn bản không cần phải nói nhiều hả là hung thú độ kiếp kỳ so với ta lại mạnh hơn một chút mọi người đừng vọng tưởng mà công kích với lực phòng ngự này các người căn bản không thể phá được tất cả nhầm hướng cũ kiếm tiên phủ mà tiến lên duyên mặt lập tức linh thức chuyện âm duyên mặt giao thủ một chiêu nhận thấy hắc sắc bàn giải này thực lực so với mình mạnh hơn một chút tuyệt đối là hung thú độ kiếp kỳ đột nhiên hắc sắc bàn giải cự đại chuyển động hướng thẳng vào hắc long đôi mắt huyết hồng sắc vô cùng nhỏ sáng rực giống như là ngôi sao huyết hồng sắc lạnh lẽo vô cảm một trận lôi điện diễn tiếp hắc sắc bàn giải và hắc long đã lao vào nhau chém giết hắc lông và hát sắc bàn giải, thực lực đều vượt xa mọi người. Tốc độ giao thủ rất nhanh, cảm giác một cua một rồng giống như là biến thành ảo ảnh. Đừng lãng phí thời gian nữa, sống lên! Y Đạt dùng linh thức chuyện âm hét lớn, lập tức cùng với thanh long quay đầu hướng về phía của cụ kiếm tiên phủ mà lao đi. Lúc này không thể lo tới hắc long, với thực lực của Hắc Long và Hắc Sắc Bàn Giải kia, mọi người một chút hữu dụng cũng không có. Chúng nhân lập tức nhằm hướng cũ kiếm tiên phủ mà phi hành. Chính ngày lúc đó, một đạo hắc sắc ảo ảnh vượt qua mọi người. Hả? Hắc sắc hung thú bàn giải thật là quá lợi hại, không thể hàm đánh được. Chạy được bước nào hay bước đấy, tới cũ kiếm tiên phủ rồi tính, thanh âm của hắc long duyên mặt vang lên trong đầu của mọi người vừa thoát được mọi người căn bản không phí lời lập tức hướng cũ kiếm tiên phủ mà lao tới tuy nhiên hắc sắc hung thú bàn giải lẽ nào lại buông tha mọi người vừa bay được khoảng thời gian bằng vài hơi thở hắc sắc bàn giải lại xuất hiện hắc long lập tức nổ hóng lên một tiếng cùng với hắc sắc bàn giải tái diễn một trường giao chiến. Để cho mọi người chạy xa, hắc long lại thoát đi. Giao thủ kiềm chế hắc sắc bàn giải để cho mọi người chạy ra xa. Tuyệt nhiên, duyên mặt không phải là kẻ lâm trận bỏ trốn. Chạy bây giờ rồi sau này sẽ tái chiến. Duyên mặt chỉ suy nghĩ dựa vào cái gì để có thể sớm tiến vào củ kiếm tiền phủ. Bật quá, mỗi lần giao thủ trên thân của hắc long lại chịu thêm một vết thương máu nhuộm cả thân hình cự đại lông lân vỡ nát rơi khắp nơi hung thú hát sắc bàn giải cũng bị thương nhẹ ngân sắc hộ thân lần giáp ở bụng của hát sắc bàn giải đã bị hắc long xé làm hai mảnh luận về đẳng cấp thanh long chỉ là thần thú phổ thông hắc long và tam nhãn bích nhãn thiềm cũng cùng đẳng cấp Tuy nhiên là khổng minh tiền kỳ Hắc Long thì chỉ tương đương với khổng minh hậu kỳ Thanh Long. Thực lực so với hung thú độ kiếp kỳ bàn giải, chung cuộc thì vẫn yếu hơn một chút. Kiên trì một chút nữa, gần tới rồi. Duyên mặt dùng linh thức truyền âm hát lớn, hắn cổ vũ cho mọi người, cũng là cổ vũ cho chính bản thân. Nếu như thật sự kiên trì, duyên mặt tối đa chịu thêm vài vết thương vẫn có khả năng chạy tới cụ kiếm tiền phủ. Tuy nhiên, Tần Vũ đột nhiên liếc thấy ở trong vùng sóng cuồn cuộn ở phía xa, một đạo hát sắc ảo ảnh cực tốc tiến tới. Tốc độ rất nhanh, tuyệt đối không thấp hơn hát sắc hung thú bàn giải lúc trước. Cùng với y đạt thanh long mấy người cũng đã phát hiện ra. Hả? Không tốt rồi, lại là một hung thú hát sắc bàn giải phía trước mọi người có hắc sắc bàn giải hùng thú cản đường phía sau lại có một hung thú hát sắc bàn giải nữa truy sát tới bỏ trốn sao còn muốn chạy sao chuẩn bị chịu chết đi một âm thanh hùng hồn thầm chầm thấp vang lên lời nói thốt ra dường như là vô cùng khó khăn từng chữ từng chữ hắc lông duyên mặt bay ở bên cạnh của mọi người nhìn trước nhìn sau hai hung thú hắc sắc bàn giải. Hung thú trí tuệ thấp kém, chỉ là công lực đạt đến cảnh giới cực cao thì trí tuệ cũng sẽ tăng cao một chút. Hai, hai hung thú bàn giải này đều là hung thú độ kiếp kỳ. Một con chúng ta còn có thể miễn cưỡng chạy thoát. Hai con, tất cả chuẩn bị liều mãn. Duyên mặt lên thức truyền âm vang lên trong đầu của mọi người trước sau hai hung thú độ kiếp kỳ. Y Đạt, Thanh Long, Tư Đồ Huyết và Tần Vũ, mọi người sắc mặt đều khó coi, đồng thời trong mắt có một tia huyết quang, chỉ có thể liều mà thôi. Trước sau là hai hung thú hát sắc bàn giải, thực lực thật sự là quá cường mạnh. Chứng kiến hắc long duyên mặt xuất thủ, so với hung thú hát sắc bàn giải vẫn yếu hơn một chút. Người hắc long kia, thực lực quá là không tệ, có thể đã thương đệ đệ của ta. Hùng thú hát sắc bàn giải ở phía trước, lời nói có một chút mạch lạc. Lúc này mọi người mới rõ nguyên lai like hai hát sắc hung thú một trước một sau này, không ngờ lại like là huynh đệ. Mà đã là huynh đệ, thì xem ra hung thú hát sắc bàn giải ở phía trước thực lực tuyệt đối không thấp hơn đệ đệ của hắn, thậm chí có thể sẽ mạnh hơn. Nơi này cách cũ kiếm tiên phủ không còn xa nữa, chỉ khoảng ngàn dặm, tất cả dùng tốc độ nhanh nhất, chạy. Bọn chúng chỉ có hai mà thôi, tuyệt đối không thể đả thương tất cả mọi người, chạy thôi. Thành âm của duyên mặt vang lên trong đầu của mọi người. Chạy, ai có thể chạy thoát, phải xem bản lĩnh của từng người. Tần Vũ nắm lấy tay của Lập Nhi rất chặt, Lập Nhi cũng nắm lại tay của Tần Vũ, cẩn thận chuyện âm nói. Tần Vũ đại ca, lao tới nhanh nhất có thể. Tần Vũ nhìn chầm chầm vào hung thú ở phía trước. Trên thân của hắc sắc quang hoa, lưu chuyển rời khỏi thân thể. Hắc nguyên lập tức biến thành một thanh phi kiếm. Tần Vũ chân đạp lên phi kiếm, đang điền tinh hạch phát xuất, kim sắc tinh thần chi lực nhập vào phi kiếm lập nhi muội triển khai hộ thần pháp bảo tạo ra ngăn cách với nguy hiểm ở bên ngoài còn huynh muội cứ tin tưởng từ khi đạt tới tinh hạch kỳ huynh chưa bao giờ toàn lực để triển khai tốc độ của mình tần vũ nói nghiêm túc nhìn thấy hùng thúc nhìn thấy hung thú hát sắc bàn giải ở trong mắt thoáng qua một tia lệ màng sắc nhọn chỉ nghe một loạt tiếng nổ Mọi người sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình, bằng nhiều lộ tuyến khác nhau, cùng nhắm hướng củ kiếm tiên phủ mà bay tới. Người thì khúc tiếng độn quan phi hành, kẻ thì lao đi thoăn thoát ở trong nước. Tần vũ kiềm sắc tinh thần chi lực, hoàn toàn bao bọc lấy hắc nguyên, phi kiếm và cơ thể. Cả người hóa thành một đạo hồng quang kim sắc, bay đi theo một quỷ tích kỳ diệu cực tốc hướng cũ kiếm tiên phủ mà bay đến. Riêng Lập Nhi lại tựa như là nhàn hạ tản bộ, bước mấy bước, nhẹ nhàng theo sát tần vũ. Hắc Long chịu chết đi! Hung thú hắc sắc bàn giải lão đại ở phía trước hướng về Hắc Long duyên mặt mà truy sát. Còn hung thú hắc sắc bàn giải lão nhị thì quay sang giết những người khác Dường như đối với Long tộc, hai bàn giải này đều chứa đựng địch ý. Hùng thú bàn giải lão nhị trực tiếp hướng tới Thanh Long Duyên lang Thanh Long lập tức biết rằng bất ổn. Gầm lên một tiếng giận dữ, đối diện với sự công kích của hung thú hát sắc bàn giải lão nhị. Không ngờ Thanh Long hóa thành hình người, lực công kích kém cỏi. Bố chẳng thanh long sắc mặt khẩn trọng phát lệnh ba tên hoàng y nam tử đi theo lập tức đứng thành tam tài trận xoay chuyển ở phía sau lưng của thanh long trên người ba hoàng y nam tử này đều phát ra từng đạo quan mang như là đập ngăn sông thanh long song thủ xuất hiện ánh sáng chói mắt những người khác đang nhanh chóng bỏ chạy nghe vang lên một tiếng nổ chấn động thiên địa hai bên đều bắn ngược ra sau. Thanh Long quay ngược lại dẫn ba hoàng y nam tử, lợi dụng lực phản chấn, tầng tốc bỏ chạy. Hung thú hắc sắc bàn giải lão nhị bị chấn lùi, tới lúc muốn đuổi theo. Thanh Long và ba hoàng y nam tử đã ở ngoài xa mấy chục dặm. Một tiếng rống giận dữ, hung thú hắc sắc bàn giải càng điên cuồng đuổi theo còn hát lông duyên mặt. Lúc này cũng đang cùng với hung thú bàn giải lão đại phần cao thấp. Hắc Long duyên mặt cũng trở nên hoàn toàn điên cuồng, bộc lộ lực công kích cực cao. Long chảo sắc bén, long vĩ mạnh mẽ, cùng với Hắc Long tuyệt kỹ. Đôi mắt huyết hồng sắc, Hắc Long duyên mặt quang mang đại thịnh, phát xuất ra đạo hồng quang quang mang, dung nhập vào toàn thân của hắc long các vết thương ở trên thân của hắc long hồi phục với tốc độ phi thường người chết đi duyên mặt nhìn hung thú hắc sắc bàn giải lão đại tức giận hét lớn hung thú hắc sắc bàn giải lão đại đương nhiên là đại nộ thân là hung thú há lại biết sợ hay sao gặp phải hắc long lợi hại như vậy hắn càng thêm cuồng bạo chỉ thấy hung thú hắc sắc bàn giải ngửa mặt lên trời giận dữ rống lên một tiếng lập tức hung hãn cực tốc lao tới cường sát chém giết đậm máu lúc này duyên mặt tốc độ nhanh hơn nhiều cả tốc độ hồi phục của thân thể cũng rất là nhanh năng lực phòng ngự được đề thăng tất cả được kích phát đôi mắt huyết hồng sắc thần dị của hắc long nhất tộc đôi mắt huyết hồng sắc, khác với mắt của hùng thú. Lông lân vỡ vụn, ban giải lần giáp tả tơi, máu tươi nhộm đỏ cả sóng biển. Tuy nhiên lớp lớp sóng cuộn, máu tươi chẳng mấy chốc đã bị cuốn sạch. Đột nhiên, hát lông duyên mặt vẫy đuôi, trực tiếp hướng củ kiếm tiên phủ mà lao đi. Duyên mặt xác định mục đích tối thượng của hắn là khai mở củ kiếm tiên phủ, chứ không phải là cùng với một hung thú liều mạng giao chiến. Hung thú thích chém giết, còn hắn thì không. Tần Vũ sau khi ngự kiếm, tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí nếu so với y đạt, ngôn tự chân nhân, thì cũng không kém là bao nhiêu. Lập nhi, hai hung thú, một đấu với duyên mặt, một đấu với thanh long chúng ta trái lại có phần là thoải mái lúc này tần vũ có chút nhàn nhã nếu như hắn và hung thú hát sắc bàn giải chính diện mà giao chiến phần hắn tất có kết cục rất là thê thảm chính diện chém giết kết cục đương nhiên là thê thảm tần vũ đại ca thanh long và ba hoàng y nam tử hình như rất là lợi hại ba hoàng y nam tử là ai vậy không ngờ hình thành nên trận pháp uy lực, bốn người liên thủ có thể đánh lui hung thú hắc sắc bàn giải. Lập Nhi kinh ngạc nói: Linh thức của Tần Vũ cũng phát hiện ra điều này. Luận về thực lực, hung thú hắc sắc bàn giải là hung thú độ kiếp kỳ, so với Thanh Long thì lợi hại hơn gấp bội. Nhưng Thanh Long hóa thành hình người cùng với ba hoàng y nam tử kia thi triển một trận pháp đặc biệt, liên thủ, công kích, đánh lùi hung thú bàn giải. Có lẽ đây là sát chiều tối hậu của Thanh Long. Tân Vũ nhướng mày đáp lời. Cũ kiếm tiên phủ đích xác là có bao nhiêu bảo bối? Không ai biết. Nếu quả thật, bảo bối là bội số của chính thì dễ dàng phân chia. Nhưng liệu có xảo diệu như vậy hay không? Dẫu cho thật sự là xảo diệu như vậy, một khi tham tâm nổi lên, sự tình đồ sát, tranh bảo, thế nào cũng không ai có thể phòng ngự được. Lần này tới tiên phủ tranh đoạt pháp bảo, mỗi bên thế lực đều có một sát chiều tối hậu. Một tiếng rống cực kỳ phẫn nộ vang lên. hung thú hát sắc bàn giải lão nhị đã bị thanh long đánh lui mấy lần Cuối cùng cuồng tính bạo phát Không ngờ không bám theo thanh long nữa Mà quay sang hướng của những người khác truy đuổi Đụng lục đó cũ kiếm tiên phủ ở phía dưới đáp xuống nào Ngôn tự trần nhân hét lớn từ bên trên đáp xuống Những người khác cũng lần lượt hạ xuống mọi người lập tức ẩn mình vào đáy của bạo loạn tinh hải phóc một tiếng rít lớn vang lên lục y nữ tử được tam nhãn lão yêu mang theo trực tiếp bị một cái chân mảnh khảnh của hung thú hát sắc bàn giải chém nát nếu nói hai cái càng cự đại của hát sắc bàn giải to tới mấy mét thì mấy cái chân mảnh khảnh nhỏ nhắn cũng tầm nửa mét tất cả đều ngắn ngủng chỉ chừng vài mươi mét. Tam nhãn lão yêu, sắc diện biến đổi, nhưng tuyệt nhiên lão không cùng với hùng thú giao chiến, ngược lại nhanh chóng đáp xuống đáy biển. Thời điểm này quả không đáng vì một thủ hạ mà liều mình với hung thú. Huống hồ, tam nhãn lão yêu thực lực không đủ để chành phong. Bồng! Nước bắn tung khắp nơi, hắc long duyên mặt cũng lao nhanh vào ở trong nước hết sức mà bơi xuống đáy biển phía sau hung thú bàn giải lão đại đuổi theo huyết quang bao bọc thân thể của hắc long hắc long duyên mặt tốc độ cực nhanh chốc lát đã đuổi kịp tam nhãn lão yêu ngôn tự chân nhân và mấy người tần vũ Hề, hey, không tốt rồi tần vũ sắc diện đột biến hẳn đã phát hiện phía sau có hai hung thú hát sắc bàn giải truy sát. Tất nhiên, hai hung thú hát sắc bàn giải này không trực tiếp nhắm vào riêng ai, mà nhắm vào tất cả mọi người. Khả năng mục tiêu mà bàn giải lão đại truy sát chính là duyên mặt. Mọi người lần lượt cực tốc đào thoát. Thần thú Hồng Loan vừa vượt qua lục cũ thiên kiếp, tốc độ kém nhất ở trong chúng nhân sớm trở thành mục tiêu của hung thú hát sắc bàn giải xuất thủ. Chỉ nghe một âm thanh lớn, lập tức nước khắp chung quanh, nóng bỏng lên. Hồng loan! Duyên mặt thấy máu cùng với hỏa diễm bao quanh thân thể của thần thú dưới quyền của mình, lập tức đại nộ. Nhưng đối diện hai hung thú độ kiếp kỳ, hắn không dám một chọi hai. Duyên mặt cực tốc quay lại, lông vĩ quét mạnh trực tiếp nhất chiều giao thủ cùng với một hung thú hát sát bàn giải. Hai lông chảo của Duyên Mặt lần lượt nắm lấy tuyết nữ và hồng loan, sau đó tóc hành chầm xuống phía dưới. Tần Vũ, Lập Nhi, Ngôn Tự Chân Nhân, Y Đạt, Thanh Long, Tam Nhãn Lão Yêu, phi hành ngay sau Duyên Mặt. Phía sau nữa là Tư Đồ Huyết, Tiêu Củ, Hắc Phát Lão Giả và Ba Hoàng Y Nam Tử hả cũ kiếm tiên phủ ở đâu chiếu theo địa đồ mà chính thanh ngọc kiếm truyền lại cũ kiếm tiên phủ chỉ có thể ở vài mét vuông ở bên dưới với phạm vi này nhãn lực tự nhiên của mọi người có thể nhìn thấy nhưng bọn họ phát hiện ở phía dưới là những nham thạch san hô nơi đó có cũ kiếm tiên phủ hay không nhất thời mọi người đều có chút u mê liều mạng tới đây, nhưng củ kiếm tiên phủ căn bản không tồn tại. Vì mở củ kiếm tiên phủ, mỗi người đều đã hào phí quá nhiều nhân, tâm, vật lực. tranh đoạt mỗi thành ngọc kiếm, khám phá củ kiếm tiên phủ ở bạo loạn tinh hải, tiến vào bạo loạn tinh hải, một đường chém giết mà tiến đến đây, gần như mất cả tiểu mệnh. Nếu tới được củ kiếm tiên phủ thì cũng đáng, nhưng nơi đây không có tiên phủ, không có. Hắc Long duyên mặt mang theo hai thủ hạ Tuyết Nữ và Hồng Loan, đứng ở trên nham thạch sơn mạch, không biết nên làm gì. Nơi này đáng lẽ phải là củ kiếm tiên phủ, tại sao nơi này không có tiên phủ chứ? Từng người đáp xuống đều bay lên ở trên nham thạch sơn mạch kia, mọi người có phần bối rối ngơ ngác một tiếng rống giận vang lên hai hùng thú hát sắc bàn giải đã truy đuổi đến không thể tìm thấy cụ kiếm tiền phủ lại đối diện với hùng thú hát sắc bàn giải truy sát trải qua ngàn cây vạn đắng mới tới được nơi này chúng nhân đều cảm thấy mình bị hụt hẫn nếu chết ở đây quả thật là quá oan uổng các ngươi không thể thoát được hùng thú hát sắc bàn giải lão đại ở phía trước mọi người lạnh lùng nói duyên lan lão đại ta đối phó lão nhị là phần của ngươi ta thấy trận pháp của ngươi không tệ cộng thêm y đạt mấy người giúp đỡ có khả năng đối phó cùng với hùng thú hát sắc bàn giải lão nhị duyên mặt hướng tới mọi người truyền âm nói còn những người khác tìm xem nơi đây cuối cùng là có cơ quan nào hay không Duyên mặt nhìn tới mấy người tư đồ huyết, mọi người đều gật đầu. Duyên mặt đơn đấu với hung thú hát sắc bàn giải, thành lòng, ba hoàng y nam tử, cộng với y đạt, ngôn tự chân nhân, tam nhãn lão yêu, quần công, hung thú hát sắc bàn giải lão nhị. Kế hoạch thì tốt, nhưng sự thật liệu có thành chăng? <laughs> Các người quá là ngu sửng. Hung thú hát sắc bàn giải dường như chẳng có chút lo lắng khi đối phương bất động mấy người duyên mặt cũng bất động tất cả muốn kéo dài thời gian mong sớm tìm ra cơ quan phát hiện ra vị trí của kiếm tiên phủ duyên mặt cùng với các cao thủ chăm chú cảnh giác hai hung thú hát sắc bàn giải tư đồ huyết tiêu cũ tuyết nữ hồng loan đang trọng thương cộng thêm tần vũ lập nhi mấy người Tất cả đều đang cẩn thận dò tìm. Máu không phải là của hung thú bọn ta, nếu đổ ra ở bạo loạn tinh hải này sẽ tạo nên sức hấp dẫn ghê gớm, làm cho số lượng lớn hung thú kéo đến. Các ngươi và bọn ta giao đấu lâu như vậy, máu đó khẳng định có thể hấp dẫn nhiều hung thú, một số ngang bằng với chúng ta, thậm chí còn có hung thú cường đại hơn. Hung thú bình thường không cần phải đề cập đến nhưng hùng thú có trí tuệ mới là đáng kể hung thú hát sắc bàn giải lão đại lúc này chậm chậm nói tựa hồ như vừa nói vừa ung dung hưởng thụ coi bọn tần vũ đã là rùa ở trong hũ duyên mặt Thành long y đạt cùng với mấy người tần vũ đang cẩn thận tìm kiếm xác diện điều biến đổi nguyên lai like là vậy dễ hiểu tại sao sau khi giết hung thú xa ngư đầu tiên liên bị nhiều hung thú tới vây công nguyên do chính là máu nếu không phải là máu của hung thú thì có thể hấp dẫn hung thú ở chung quanh lúc đó một tiếng rống giận dữ vang lên vài đôi mắt huyết hồng sắc xuất hiện lao tới mọi người đều minh bạch đã có thêm nhiều hung thú nữa tìm tới sáu hung thú ba hung thú đổng hư kỳ hai hung thú khổng minh kỳ cả một hung thú độ kiếp kỳ <laughs> tội tệ duyên mặt sắc diện biến đổi hai hung thú độ kiếp kỳ đã rất khó đối phó rồi hiện tại lại thêm một hung thú không kém hung thú hát sắc bàn giải trong lúc mọi người đều đang chấn kinh thêm một tiếng gầm rống vang lên nhiều đôi mắt huyết sắc nữa lại xuất hiện càng ngày hung thú tụ tập càng đông duyên mặt làm gì bây giờ thanh long sắc diện tuyệt vọng nhìn duyên mặt đến lúc này dấu liều mạng cũng là vô dụng tần vũ lập nhi mấy người đang tìm kiếm thập phần để tâm tới những hung thú này ai ai đều cảm thấy áp lực cường đại lúc này hung thú số lượng đã lên tới mấy chục con độ kiếp kỳ không ngờ có tới 5 con, khổng minh kỳ cũng gần 10 con. Không những vậy, cùng với thời gian dần qua, số lượng cũng không ngừng tăng thêm. Năm hùng thú độ kiếp kỳ ở phía trước so với tu chân giả ở hải ngoại tu chân giới. Hùng thú ở bạo loạn tinh hải này thực lực tuyệt đối là cường giả vi tôn. Mấy kẻ ngoại lai này Hạt lòng đó và hai tên ở bên cạnh là phần của huynh đệ chúng ta. Hung thú bàn giải lão đại nói. Đứng ở giữa đám hung thú độ kiếp kỳ là một hung thú hổ sa. Trước chán của hắn có hai sừng nhọn huyết hồng sắc. Ngữ điệu thì cực kỳ chậm rãi nói. Những kẻ khác ta không cần. Nam tử đó và cả nữ tử đó nữa là của ta hai kẻ song giác hung thú hổ xa nói tới chính là tần vũ và lập nhi đôi mắt huyết hồng sắc nhìn chằm chằm vào hai người thèm khát lúc này mọi người mới ngộ ra rằng nằm hung thú độ kiếp kỳ coi bọn họ là con mồi để săn bắn và đang tiến hành phân chia nhưng đúng lúc này một tiếng rống trầm thấp giận dữ vang lên Nằm hung thú độ kiếp kỳ rung lên, lập tức phân khai. Chỉ thấy một hung thú cự đại màu đen, có thể tích mấy mét vuông cao lớn từ xa tiến tới. Duyên mặt, y đạt, cùng với mấy người tầng vũ như cảm thấy bị áp lực bóp nghẹt khó thở. Đó là một con bạch tuộc hắc chương ngư khổng lồ. Chương ngư này rất quái dị, xúc tu đặc biệt nhiều. Bát chảo trường ngư chỉ có 8 cái, chương ngư này lại có mấy chục cái xúc tu. Tuy nhiên, nó chỉ có một con mắt huyết hồng sắc. Hung thú độc nhãn đứng ở giữa, năm hung thú độ kiếp kỳ lập tức lùi ra phía sau vô cùng cung kính. Hả? Hung thú đại thành kỳ. Thanh Long khẽ hô một tiếng, những người khác sắc diện kinh hoàng độc nhãn chương ngư quét mắt nhìn qua thanh long nói sao người biết ta là hùng thú đại thành kỳ ngươi hình như chỉ là thần thú khổng minh kỳ luận về trí tuệ độc nhãn chương ngư này so với nằm hùng thú độ kiếp kỳ cao hơn nhiều thanh long cảm thấy chống ngực dục liên hồi lập tức nói là đoán thấy năm kẻ kia đối với người cung kính như vậy, ta đoán hung thú đại thành kỳ, hung thú đạt đến đại thành kỳ, giả như muốn giết mọi người, cơ bản chẳng cần phí sức. Nhưng lúc này vô vàng các tia sáng màu hoàng kim, bạch nguyệt, quý lam, các loại quang hoa đủ màu từ nham thạch thân mạch chỗ của mọi người đang đứng phát xuất tỏa ra. Hoàng mang xé toàn bóng tối Trong vòng mấy chục dặm chu vi hải vực Hoàn toàn sáng rực lên Độc nhãn chương ngư Bị hàng loạt quang hoa đó bắn chúng Hẳn rống lên đầu đớn, Thân thể như là bị ăn mòn Máu tươi tứa rỉ ra Độc nhãn chương ngư thân hình lập tức bỏ chạy Nằm hùng thú độ kiếp kỳ Cũng rống lên đầu đớn, Như chịu thống khổ vô cùng máu tươi rồng rồng chảy xuống tất cả quay người chạy trốn căn bản không còn lòng giả ác tâm nào mà nghĩ tới duyên mặt và mấy người tầng vũ bọn chúng dường như dưới sự ảnh hưởng của quan hoa kia tốc độ phi hành trở nên cực chậm trong phạm vi trục dặm không một khổng minh động hư kỳ hung thú nào chạy thoát trong phút chốc những hung thú đó thân thể bắt đầu rửa ra hóa thành cho bụi. Duyên mặt, y đạt, ngôn tự chân nhân, tần vũ, tam nhãn lão yêu. Lặng đi vì ngạc nhiên và xúc động. Không ngờ hung thú đại thành kỳ, Cương đại lại bị quan hoa đó tấn công, bị trọng thương mà phải bỏ chạy. Hung thú khổng minh kỳ, thậm chí trực tiếp hóa thành cho bụi. Hả? Tiên phủ? Cũ kiếm tiên phủ? tiêu cũ kinh hô phát lên mọi người đều quay đầu lại nhìn phía dưới hoang hoa phát ra càng lúc càng nhiều nham thạch sơn mạch từ từ vỡ vụn một kiến trúc cự đại bắt đầu nhô lên tắm ở trong hoang hoa thần kỳ một tòa lâu đài lộng lẫy tiền phủ cuối cùng đã xuất hiện mấy chục dặm đáy biển được hoang hoa chiếu sáng không có một hung thú nào dám lại gần tần vũ mấy người duyên mặt được quan hoa chiếu cảm thấy toàn thân thư thái không một chút tổn hại sơn mạch nham thạch kia vỡ nát càng lúc càng nhiều tiên phủ đã hoàn toàn hiển lộ với muôn đạo quan hoa toàn bộ tiên phủ như được tạc từ bích ngọc khí tức uy nghiêm khiến tất cả mọi người cảm thấy sùng kính không thể nào đây là tiên phủ hay sao Mọi người kinh ngạc trước sự hoành tráng của tiên phủ, hấp thẩm vui mừng. Bên ngoài tiên phủ đã như vậy, bảo bối ở bên trong có thể kém cạnh hay sao? Bỗng một tiếng kêu thảm vang lên. Tần vũ sắc mặt đại biến, nhìn tam nhãn lão yêu ở bên cạnh hắn nhục thân bị nổ tung. Nguyên Anh trực tiếp vỡ vụn rơi xuống. Không ngờ tam nhãn lão yêu lợi hại vô cùng lại chết như vậy. Tần Vũ không biết là không ổn. Đồng thời hắn cảm nhận ở sâu lưng một cổ khí lực cường đại khủng bố công kích tới, tiêu diệt lẫn nhau. Tuy cảm ứng là như thế, nhưng lúc này Tần Vũ căn bản không đủ thời gian để né tránh, bởi vì đối phương quá nhanh. Bất quá thế nào cũng phải luôn cố gắng. Tần Vũ lập tức tránh sang một bên, ít nhất không thể để đầu và đan điền bị thương được lập Nhi, tần vũ trong lúc tránh né phát hiện không ngờ lập nhi lại đã đến đứng chặn ở sau lưng của mình không khỏi kinh hãi một âm thanh lớn vang lên trên thân của lập nhi phát xuất ra làn sóng trong suốt dễ dàng kháng cự lại công kích khủng bố đó pháp bảo hộ thân của lập nhi cuối cùng cũng phát động lực công kích dễ dàng khiến cho tam nhãn lão yêu nổ tung sát kia Lập Nhi lại ngăn cản không có chút khó khăn. Nhưng đối tượng của thần bí nhân không chỉ có Tần Vũ cùng với Tam Nhãn Lão Yêu, mà đồng loạt tấn công tất cả mọi người. Oanh 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 hoành oanh. Một loạt tiếng nổ vang lên. Qua một lúc thanh ba mới hết rung động. Khối bụi lắng xuống. Tần Vũ nhìn bốn phía. Ngôn tự chân nhân và y đạt. Tư đồ huyết tiêu cũ đều đang nhăn nhở cười. Nhưng phía tu yêu giả thì duyên mặt quỳ gục xuống, gương mặt tái nhợt, máu chảy đầy đất. Thanh Long nằm ở bên cạnh. Ba hoàng y nam tử đều đang đỡ cho Thanh Long. Tuyết nữ và Hồng Loan, hai người thủ hạ của duyên mặt ngã trên mặt đất, không một sinh khí, ngậm hờn mà chết. Ha ha ha, đây là người của tinh thần cát không ngờ có thể chịu được một kích của ta mà không chết. Chính là vì có hộ thể pháp bảo của tán tiên đó sao? Đủ thấy tán tiên của tinh thần cát, thực lực quá nhiên là danh bất hư truyền. Đứng trước tiên phủ, một hát bào nhân thần bí cười nói, hiển nhiên chính thị, y là kẻ vừa xuất thủ. Lúc này bên cạnh của hắn, lại có một hát bào nhân khác Tiêu cũ vừa trông thấy hai người áo đen tức thời đại hỷ, lập tức quỳ xuống cung kính nói. Đệ tử tiêu cũ bái kiến sư tổ sư thúc tổ. Hai lão áo đen vừa xuất hiện, tam nhãn lão yêu chết, tuyết miêu chết, hồng loan chết và duyên mặt thì trọng thương. Nghe tiêu cũ sừng hồ, tần vũ biến sắc. Viêm ma môn tiêu cũ là đại trưởng lão của tự diễm ma ngục có địa vị cực cao ở tử diễm ma ngục thế nhưng hai lão áo đen lại là sư tổ và sư thúc tổ của tiêu cũ củ. tử diễm ma ngục không có cao thủ như vậy hiển nhiên hai người này là người của đằng long đại lục tần vũ cảm thấy chấn động ở trong lòng trong lòng lo lắng không yên tần vũ rất lo các siêu cấp cao thủ từ tu tiên môn phái tu ma môn phái ở đằng long đại lục đã tới đây nếu là người của bồng lai tiên vực tử diễm ma ngục thì tần vũ còn tin tưởng ứng phó được nhưng nếu là các cao thủ cao thâm mặt chất ở đằng long đại lục tới đây thì sự tình thật sự không thể nói trước được chỉ với sự xuất hiện của hai lão giả áo đen mà dễ dàng sát tử tam nhãn lão yêu tuyết miêu và hồng loan mà tất cả đều không có khả năng kháng cự nhỏ nào khi bị giết còn thanh long và Duyên mặt thì trọng thương mặc dù đã xuất hết thực lực kinh người từ đồ huyết bất ngờ cuối người thi lễ hai vị tiền bối chắc là hoắc sáng và hoắc lạng hai vị tán tiên sư tổ của vạn bối đã một lần nói với vạn bối về hai vị tiền bối hoắc lạng hoắc sáng hai đại cao thủ của vi ma môn chính là tam kiếp tán ma tam kiếp tán ma khả dĩ tương đương với đại thành kỳ cao thủ ở đằng long đại lục được coi là đỉnh cấp cao thủ vượt quá tứ kiếp tán tiền phần lớn đều vào ở trong bạo loạn tinh hải chỉ có số ít tán tiền vượt qua tứ kiếp ở đằng long đại lục người của âm nguyệt cung sao trong lòng cô hắc lạng mấy động lão liền nhìn ra kiểm tra tu luyện công pháp của từ đồ huyết Tiểu bối này không ngờ nhận ra hai huynh đệ của ta, quả là có điểm đáng khen. Hoắc lạng nhìn tư đồ huyết, mục quan bắt đầu thân thiện hơn. Ồ, oh, tiểu cô nương này tu luyện công pháp của âm nguyệt cung, sư tổ của người có nghe nói đến. Hoắc lạng nở một nụ cười thật là tà dĩ. Người của Ma môn đa số nóng tính phi thường, nhưng hoắc lạng, hoắc sáng huynh đệ thường mặc hát bào, biểu tình băng lãnh. Ở vì mà môn cũng có chức vụ. Bọn lão có vẻ ngoài băng lãnh nhưng trong lòng lại rất nóng nảy. Từ đồ huyết cùng kính nói, Sư tổ của vạn bối chính là nghiên cơ nương nương. Nghiên cơ? Hoác lạng và hoác sáng cùng biến sắc. Không ngờ lại là bà ta. Nếu như nghiên cơ nương nương đến đây thì bọn lão có một chút lo lắng. Tại Đằng Long Đại Lục, không ai là không biết, danh tiếng của nghiên cơ nương nương rất là lớn. Ở Đằng Long Đại Lục, được gọi là thiên biến ma nữ, có vẻ ngoài thiên biến vạn hóa. Nghiên cơ nương nương, một nữ hoàng yêu mỹ, thiên sinh kiều diễm phi thường. Tù ma giả, theo về bên dưới thị rất là nhiều. Hóa ra nghiên cơ nương nương của âm nguyệt cung. <laughs> Tiểu cô nương, sư tôn của ngươi có đến hay không? Huynh đệ của chúng ta đã lâu không gặp nghiên cơ nương nương rồi. Quả thật là có chút nhớ nhung. Hoác lạng mỉm cười nói. Tư đồ huyết, nói hàm hồ. Thật sự vãn bối không biết. Có điều, sự tồn đối với tiên phủ thì cảm thấy rất là hứng thú. Còn đến hay không, vãn bối cũng không biết có khả năng đến, cũng có khả năng sẽ không đến. Hoác lạng và hoác sáng nhíu mày. Điều này là sao? Có điều gặp thì tính sau. Hoác lạng cười nói. Tiểu cô nương, nếu quả như là ngươi nói dối hí lộng chúng ta, như quả sư tôn của ngươi thật sự đến, ngươi cũng có thể giấu giếm, ước chừng sư tôn của ngươi cũng đã đến rồi. Nhị đệ không lãng phí thời gian cùng ta mở củ kiếm tiên phủ nào. Thanh Long hiện đang phục dụng linh đan, Thương thế đã khôi phục phần lớn, lấy lại dáng vẻ nam tử hoàng y. Nguyên lai like là hoắc lạng hoắc sáng hai vị tiền bối, gia gia duyên hút trước đây cũng đã từng nói với vãn bối về hai vị tiền bối. Thanh Long cười nói, tựa như không có ý e ngại hoắc lạng hoắc sáng bất ngờ tấn công. Tần Vũ lập nhi nhìn thấy Thanh Long và Duyên Mặt đã hồi phục, chỉ là khóe miệng vẫn còn huyết tích. Hiển nhiên, vừa rồi chúng đòn rất nặng. Hoắc Lạng hoắc sáng, đều có biểu tình kỳ lạ. Hai mắt của Hoắc Lạng mở lớn, trên mặt có tiếu dung. Mắt của Hoắc Sáng thì nheo lại, khuôn mặt băng lãnh dị thường. Duyên hút sao? Hóa ra là người của Long tộc Duyên thị. Hoác sáng lạnh lùng gật đầu Hoác lạng nói Lòng tộc tiểu tử Ngươi quả là có thực lực cường mãnh, Đỡ được nhất kích của ta Thanh Long cười nói Vạn bối tự biết mình Tiền bối là tam kiếp tán ma Công lực tương đương với đại thành kỳ cao thủ Nếu đối phó với vạn bối Thì chỉ cần động tay là sát tử Vạn bối có khả năng may mắn Bảo toàn được tiểu mệnh thực ra là do tiền bối hạ thủ lưu tình. ha tiểu tử thật là biết thức thời. Hoắc lạng hoắc sáng cảm thấy mãn ý. Hắc, hắc long bạn của ngươi, nhìn ta với nhãn thần cái gì đấy? Hoắc sáng lạnh lùng hỏi. Duyên mặt, tay và miệng vẫn còn đầy huyết tích. Lạnh lùng nhìn hoắc sáng, trong lòng của Duyên mặt rất là phẫn nộ. Hai đại tướng thủ hạ tuyết miêu hồng loan đều đã bị sát tử thử hỏi duyên mặt làm sao mà can tâm nếu người không phải là người của long tộc ta đã nặng tay giết người trước đó tiểu tử ta không ưa bộ mặt của ngươi cất bộ mặt đó đi hoặc là hoác sáng lạnh lùng nhìn duyên mặt nếu duyên mặt muốn phản kháng thì giết duyên mặt luôn tại trường thanh long cười nói Duyên mặt là huynh đệ của Duyên Thị, là người đồng bối, tầm tính hẳn kiêu ngạo, kính mong nhị vị tiền bối bỏ quá cho. Thành lòng phút cuối lại nói giúp cho Duyên mặt. Hoắc lạng nói với Hoắc sáng, nhị đệ, chúng đều là vãn bối, cần gì phải chấp nhận chứ? Hoắc sáng thu hồi một quan lạnh lùng nhìn Duyên mặt, tự nhiên nói, đại ca nói đúng, không nên chấp nhận với tiểu bối. Tần Vũ và Lập Nhi đứng ở bên ngoài theo dõi, lắng nghe đối thoại, đồng thời trong tâm thầm phán đoán tình thế. Như tình huống, thấy hiện giờ thì nhân mã tu tiên giả có khả năng đang đến. Tần Vũ Hoác lạng nhìn Tần Vũ cười cười. Tần Vũ gật đầu nói Tần Vũ bái kiến tiền bối. Hoác lạng gật đầu nói Ta đã nghe tiêu cũ nói qua, Tinh thần cát có một vị tán tiên, công lực cực cao, hy vọng có cơ hội gặp gỡ. Có điều, vị nữ tử này có hậu thần pháp bảo, như thể là tiên khí cấp biệt bảo bối, chỉ là một nữ tử đạt nguyên anh kỳ mà lại có khả năng chống lại nhất kích của ta. Hoắc Sáng cảm thán nói, vị tán tiên của Tinh thần Cát, công lực đích xác là cực cao. Huynh đệ của chúng ta thật là không bằng Nữ tử Nguyên Anh Kỳ bị tam kiếp tán ma công kích mà không sao. Pháp bảo đích thực là lợi hại. Đấy mới là pháp bảo phòng ngự. Nếu người chủ trước của pháp bảo đó, hoặc giả, cao thủ mà luyện chế được pháp bảo cỡ đó, thì huynh đệ của họ tuyệt đối không có khả năng đối địch. Thành Long nói, Vị lang thúc của Tần Vũ đã biết củ kiếm tiên phủ tồn tại. Nếu mà tham gia đoạt tiên phủ bảo bối thì thật sự đã làm chủ rồi không ai có khả năng chống lại được thật là cao thủ coi tiên phủ như là đồ vứt bỏ Tâm nhìn đó ta thật là bội phục hy vọng huynh đệ của bọn ta có thể diện kiến hoắc lang tự cảm thán đại ca không lãng phí thời gian nữa mở tiên phủ thôi hoắc sáng nói người nói phải lắm hoắc lang gật đầu trực tiếp lấy giới chỉ còn lưu lại của tam nhãn lão yêu. Lưu lại giới chỉ. Âm thanh vang lên, một đạo thanh quan trực tiếp phóng tới giới chỉ. Hoắc lạng biến sắc, đôi mắt lóe lên hung quang, một tay đều sợi vải màu đen trực tiếp hướng ra, hướng tới giới chỉ, đồng thời hướng tới đạo thanh quan kia. Đúng là thành sắc phi kiếm, hạ phẩm tiền khí tiền nguyên lực hóa ra là tán tiền đến. Sợi vải quay về tay của Hoác Lạng. Hoác Lạng nhìn kỹ phi kiếm kia rồi nói. Chỉ có đạt đến tứ kiếp tán tiền mới sử dụng tiêu nguyên lực, khả dĩ luyện chế tiền khí. Nếu không có thật lực như là thiên tiên thì không thể luyện chế được. Hoặc lạng hoặc sáng, Hai huynh đệ của ngươi quả nhiên là ngông cuồng Tu ma giả đúng là tu ma giả Mà tính không thay đổi được Âm thanh vang lên Một lão già hồng y xuất hiện Là hồng kiểm lão giả Đích thị là bá đạo của tán tiên Hài! Hóa ra là hồng y tán tiên nhạc diễm chân quân Hoắc lạng cười rồi nói Phải ha là tiền bối của ngôn tự chân nhân bồng lái tiếng vực. Cũng đến vì ngọc kiếm sao? <laughs> Nhạc diễm, ngươi vì môn nhân mà phải dụng tâm như thế sao? Nhưng tử diễm ma ngục lại có hai ngọc kiếm. Im đi! Nhạc diễm chân quân quát to. Mắt lạng và hoác sáng cùng cười nhẹ, không có một chút lo lắng nào. Nhạc diễm chân quân, nếu nói về công lực, thì đã vượt quá tam kiếp tán tiên, không cùng đẳng cấp với bọn họ. Có điều, huynh đệ của bọn họ hai người, nhạc diễm chân quân chỉ có một người, bọn họ còn sợ chi chứ? Nhạc diễm lão thất phu, hiện giờ chỉ có một mình ngươi với hai huynh đệ của ta, hét cái gì chứ? Hoắc lạng cười chào phúng. Mắt của nhạc diễm chân quân lóe lên tinh quang. Nhạc diễm chân quân cần gì phải chấp nhận thân phận với hai tên tu ma giả đó? Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một lục y nữ tử xuất hiện. Trông thật là động lòng người, có một khí tức phiêu diêu xuất trần. Hoắc lạng và hoắc sáng cùng nhíu mày. Hóa ra là thủy nhu chân nhân của Lam Ương Môn. Hoắc lạng cười lạnh. Hoắc lạng và hoắc sáng cũng suy nghĩ hai tu ma giả với hai tu tiên giả là cả một vấn đề. Xin chào Hoắc Lạng đạo hữu. Lại một thanh âm vang lên, Hoắc Lạng và Hoắc Sáng đều biến sắc. Tự nhiên toàn là cao thủ xuất hiện. Tần Vũ và Lập Nhi nở nụ cười. Lập Nhi, đến củ kiếm tiên phủ lần này thật là thú vị. Cuối cùng lại xuất hiện hết cao thủ này đến cao thủ khác. Tần Vũ mỉm cười nhìn các tán tiền tán mà ở phía trước. Lập Nhi cũng cười nói, tiền bảo chỉ cho người có duyên không phải là dựa vào thực lực cướp đoạt. Sao hả? Thực lực cao thì có thể đạt được mà. Tân Vũ đảo mắt nói, Lập Nhi mỉm cười thần bí. Tần Vũ đại ca đến cuối cùng sẽ biết thôi. Ba vị thành tù lão giả, nhìn mặt thanh bào trông thật là tiêu diêu tự tại, gương mặt có nét cười, nét mặt thân thiện, đúng là biểu thị của cao thủ. Vạn bối ngôn tự, bái kiến tam vị sư thúc tổ. Ngôn tự chân nhân cung kính nói. Tần vũ cười ở trong lòng, tự nói. Hề, hey, cao thủ thành hư quán cuối cùng cũng đến, lại đến hẳn ba người. Ngôn tự đứng sang một bên. Lão giả đứng đầu cười nói. Ngôn Tự lập tức cung kính đứng sang một bên. Nhạc Diễm chân quân cùng với Thủy Nhu chân nhân cùng lúc hành lễ. Thủy Nhu chân nhân mỉm cười nói: "Hóa ra là càng hư đạo hữu." Tình thế lập tức thay đổi. Tam vị cao thủ của thành hư quán xuất hiện. Thế lực tu tiên giả tại đây rất to lớn, hai tu ma giả lại trở nên yếu thế hóa ra là càng hư lão đạo. Hoắc lạng cười nhẹ, với càng hư lão đạo là tam kiếp tán tiên, với hai sư đệ là nhị kiếp tán tiên, ba người liên thủ đã tương đương với hai người tam kiếp tán tiên. Thanh hư lão đạo cười nói, ngôn tự lấy ngọc kiếm, chư vị mở tiên phủ. Ngôn tự trần nhân tức thì phi xuất ra ngọc kiếm, Mắt lạng tay xuất ra một ngọc kiếm. Chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Càng hư lão đạo, cùng mở nào. Lòng tộc cũng xuất ngọc kiếm. Thanh Long cười nói, phi xuất ra một ngọc kiếm tại trưởng tâm. Bất ngờ. Mở tiên phủ sao? Chứ vị quên mất một điều. Việc mở tiên phủ không thể dừng. Nếu dừng nửa chừng thì tiên phủ sẽ mãi mãi không mở. Một thanh âm bình đạm nổi lên, mọi người đều nhìn về nơi âm thanh phát ra. Người nói là y đạt, đang nhìn về phía của mọi người, trên miệng có nét tiểu ý.